Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình tọa đàm trực tuyến ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn trẻ từ 0 đến 10 tuổi được xem là giai đoạn vàng, có sự ảnh hưởng rất quan trọng đến sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này thì trẻ lại thường có sức khỏe rất là kém. Nếu không có sự chăm sóc kỹ lưỡng thì sẽ dễ mắc các bệnh ốm vặt hoặc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa hay là hô hấp. Vậy giải pháp nào để tăng cường sức đề kháng cho trẻ và để giúp trẻ chống lại những mầm bệnh luôn rình rập? Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Giải pháp tăng cường sức đề kháng cho trẻ từ 0 đến 10 tuổi được phát trực tiếp trên báo điện tử Dân Trí. Và ngày hôm nay, Thu Trang xin được giới thiệu hai vị khách mời sẽ đồng hành cùng với tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề Giải pháp tăng cường sức đề kháng cho trẻ từ 0 đến 10 tuổi. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Lê Quang Hào đến từ Trung tâm Khám tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Và vị khách mời thứ hai là một nữ diễn viên rất nổi tiếng với những vai diễn đầy ấn tượng trong các bộ phim như Những cô gái trong thành phố hay Mùa xuân ở lại. Và đặc biệt là một nữ diễn viên rất được yêu thích với bộ phim đang được phát sóng trên khung giờ vàng của kênh sóng VTV, đó là nữ diễn viên Lương Thu Trang. Thu Trang xin được gửi lời chào tới tất cả các quý khán giả hiện đang theo dõi chương trình. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và trước khi chúng ta bắt đầu vào phần trò chuyện với hai vị khách mời ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn phóng sự sau đây của chương trình. Và hiện tại thì là mình đã có 4 bé rồi. Nhà mình có 3 bé trai và 1 bé gái. Trước đây ý, thì mình nuôi 2 bé nhà mình vất vả lắm. Một mình cứ quây quần bên con mà cảm giác nó stress nặng luôn ý. Lúc đấy có nghĩa là mọi thứ cảm giác như là mình bị trầm cảm đến cái mức độ như vậy luôn ý. Cho con ăn thì hai mẹ con cứ như là đánh vật. Xúc cho con ăn một bữa cơm thì phải đến hàng tiếng đồng hồ. Vẫn còn chưa xong mà không hiểu là con ăn cái gì mà cứ ngậm trong mồm thôi, không nuốt. Đấy, cứ nhai ngậm trong mồm thôi. Đấy, con vừa ốm vặt này, xong rồi táo bón này, xong rồi còn lười ăn nữa, xong rồi chậm tăng cân. Nói chung là tất cả các gọi gì, cái gọi là xấu nhất thì nó dồn nén vào hết trong mình luôn ý. Mình cảm giác gọi là bực bội mà buồn vô cùng. Thật sự mình rất là lo. Thì là cũng tìm giải pháp, thì là cũng đi đến bác sĩ để khám. Thì bác sĩ cũng tư vấn và cũng nói là con nhà mình thiếu chất dinh dưỡng. Thật sự là con nhà mình nó lười ăn vô cùng. Không hiểu là dinh dưỡng ở đâu để nó bổ sung vào cho con. Thì cũng tìm hiểu thêm thì bác sĩ cũng có nói là mình nên cho con sử dụng thêm những cái loại sữa non để bổ sung cái dưỡng chất cũng như là cái sức đề kháng cho con, để cho con có một cái gọi là đề kháng tốt hơn này, ăn ngon, ăn ngủ ngon hơn. Mình thì cũng tìm hiểu trên rất là nhiều các hội nhóm thì thấy là cũng có rất là nhiều mẹ review này cũng như là tư vấn là sử dụng cái sữa non, thì mình cũng đang suy nghĩ là không biết là nó có thực sự tốt như vậy hay không. Khi mà được các mẹ tư vấn ý, thì mình cũng tìm hiểu và quyết định là sẽ mua sữa non về cho con để sử dụng. Mỗi ngày thì mình cho con uống 2 lần. Và mỗi lần thì mình cho con uống từ 4 đến 50ml. Và ngày trước thì bé nhà mình thì thường không thích uống sữa đâu. Nhưng mà cứ pha xong rồi con cứ chối đây đẩy. Nhưng mà từ khi mà mình chuyển sang cái dùng sữa non thì con lại uống rất là dễ dàng, mà uống một phát luôn là hết luôn. Xong rồi lại còn cười nữa. Thật sự mình thấy rất là vui khi mà con thích thú uống sữa. Thì con cũng chỉ sử dụng được có vài ngày thôi, thì mình cũng đang rất là mong chờ kết quả, không biết là có được như các mẹ nói hay không. Và câu hỏi đầu tiên trong buổi tọa đàm ngày hôm nay xin được phép đặt cho chị Thu Trang. Là một người mẹ thì chắc là chị sẽ thấu hiểu được những cái lo lắng khi mà con mình ốm, đặc biệt là trong giai đoạn đầu đời. Chị có thể chia sẻ một chút về cảm giác này ạ? Thực ra cái thời gian đầu khi mà Thu Trang sinh em bé xong ấy, thì là Thu Trang, cái lượng sữa mẹ của Thu Trang không đủ để cung cấp cho em bé. Chính vì thế mà 2 năm đầu tiên em bé không được bú sữa mẹ nhiều, và cái sức đề kháng của em bé là gần như cũng không đủ. Chính vì thế mà 2 năm đầu thì em bé nhà Thu Trang cũng đã xảy ra rất là nhiều những cái tình trạng về sức khỏe, như là về đường hô hấp này, cũng như là về đường tiêu hóa. Và đặc biệt là cái thời tiết như thế này nữa, nó rất là dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Và Thu Trang nghĩ rằng là không chỉ là một mình Thu Trang đâu, mà tất cả các bậc cha mẹ khi mà trong cái giai đoạn đầu đời của các bé mà các bé xảy ra những cái tình trạng như vậy thì ai cũng như vậy thôi, ai cũng đều lo lắng, ai cũng đều stress cả. Và Thu Trang cũng vậy, mình cũng không ngoại lệ. Dạ vâng, đó là không chỉ là cái cảm giác của riêng chị Thu Trang đâu mà tôi cũng vậy. Bản thân tôi thì cũng là một người mẹ và đã có một đứa con là đến nay là được 3 tuổi. Và trong cái khoảng thời gian mà khoảng từ 6 tháng cho đến 18 tháng thì bé thực sự là bị ốm rất là nhiều.
đặc biệt là bị ho hay là chảy mũi, và có những lần là bị cúm A, mà bản thân một người mẹ khi mà thấy con mình ốm như vậy thì cảm giác rất là xót xa, lo lắng, không biết là nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của bé hay là sự phát triển về trí tuệ sau này hay không. Vậy thì thưa bác sĩ Hào, xin bác sĩ có thể cho biết là đối với trẻ khi mà có những cái sức đề kháng kém thì rất dễ bị ốm vặt, vậy điều này có đúng không thưa bác sĩ, và bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về sức đề kháng ạ? Sức đề kháng của cơ thể thì chúng ta chỉ hiểu một cách rất đơn giản, đó là cái sự chống đỡ của cơ thể đối với các tác nhân gây bệnh, thường thì là do các loại vi khuẩn, các virus, có thể là các loại nấm, và có thể nữa là các cái hóa chất độc hại từ ngoài môi trường. Và khi cơ thể có sức đề kháng kém thì các cháu, và đặc biệt trong cái giai đoạn đầu như các bạn nói, rất dễ bị các cái bệnh nhiễm khuẩn, trong đó là nhiễm virus, nhiễm các loại vi khuẩn, rồi hay bị rối loạn tiêu hóa, và không phải ốm vặt như bạn nói mà thậm chí là ốm nặng phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Cho nên giai đoạn này là một cái giai đoạn vô cùng quan trọng. Chúng ta phải làm sao tăng cường sức đề kháng cho bé. Và khi mà sức đề kháng của bé mạnh lên thì cơ thể cũng khỏe mạnh và ít ốm đau bệnh tật. Và chắc chắn rằng có rất nhiều giải pháp để giúp cho bé tăng cường sức đề kháng. Và hôm nay cái mục tiêu của chúng ta ngồi đây đó là có những cách nào để tăng cường sức đề kháng cho bé. Dạ vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ thì đúng là sức đề kháng là một trong những cái yếu tố rất quan trọng để giúp cho sự phát triển về thể chất và đặc biệt là cả về tinh thần và trí tuệ của trẻ. Vậy thì theo bác sĩ, có những giải pháp nào để có thể tăng sức đề kháng cho trẻ ạ? Cái giải pháp để tăng cường sức đề kháng cho bé thì có rất nhiều giải pháp. Nhưng giải pháp đầu tiên và bao giờ cũng được ưu tiên nhất đó là bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và kéo dài cho đến 24 tháng. Và đặc biệt cho bú mẹ sớm ngay những giờ đầu tiên sau khi sinh. Vì những giờ đầu tiên sau khi sinh ấy là có một cái loại sữa đặc biệt gọi là sữa non. Và cái sữa non này ấy, thì nó có vô cùng nhiều các cái chất kháng thể trực tiếp người mẹ truyền sang cho con để chiến đấu với bệnh tật. Ngoài ra thì cái sữa non này còn rất giàu chất dinh dưỡng và rất dễ tiêu, để cho bé những ngày đầu tiên trong cuộc đời sẽ chống lại được bệnh tật. Và cái lượng sữa non này nó sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Tuy nhiên vẫn còn cho đến khoảng ít nhất là 6 tháng và những tháng tiếp theo vẫn còn, nhưng nó sẽ giảm dần đi. Và nó sẽ có một cái khoảng, người ta có dùng một từ nó gọi là khoảng trống miễn dịch, tức là từ khi bé sinh ra cho đến khoảng 3 năm đầu đời là cái hệ thống miễn dịch của bé chưa hoàn thiện. Và trong giai đoạn này thì ngoài bú mẹ thì chúng ta sẽ phải cho bé ăn bổ sung đúng cách. Bổ sung đúng cách có nghĩa là thế nào, là các thức ăn cho bé là phải đầy đủ, cân bằng các chất dinh dưỡng, các vitamin. Ngoài ra vẫn cho bé ví dụ như là tắm nắng rồi vận động thể lực thêm. Và từ đó cho đến trong 10 tuổi thì các bé cũng thỉnh thoảng vẫn hay bị ốm đau bệnh tật, thì chúng ta cũng có những giải pháp mà thế giới đã thừa nhận và giới khoa học trên toàn thế giới đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này, đó là bổ sung sữa non cho các cháu. Và ngoài ra các cái chất dinh dưỡng đặc biệt cần thiết, ví dụ như là tổ yến chẳng hạn. Và đương nhiên không phải chỉ trẻ em mà cả những vận động viên, cả người lớn và cả người già thì dùng sữa non và dùng những cái dinh dưỡng đặc biệt này cũng đều rất tốt cho sức khỏe. Dạ vâng, bản thân tôi trong cái quá trình mà mang thai này, sau đó thì sinh em bé thì cũng được các bác sĩ tư vấn là phải đặc biệt cho bé bú nhiều vào trong 5 ngày đầu vì lượng sữa non rất nhiều. Trong đó thì có rất là nhiều những cái để tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Tuy nhiên thì sau đó thì cái lượng đề kháng trong sữa non thì trong sữa thì sẽ giảm đi, nên là nhiều bà mẹ thì đã bổ sung thêm bằng những cái sữa non bên ngoài. Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về sữa non và điểm đặc biệt gì mà khiến sữa non khác với những sữa bột truyền thống ạ? Sữa non
Thực ra nếu gọi đúng gọi là sữa non nó chỉ có trong khoảng độ 3 đến 5 ngày đầu. Và trong sữa non này thì lượng nó không nhiều đâu, lượng nó rất ít. Nhưng trong sữa non này thì có lên tới khoảng từ 50 đến 60% là cái protein và các cái kháng thể đặc hiệu để nó chiến đấu trực tiếp với các cái tác nhân gây bệnh như vi khuẩn virus từ người mẹ truyền sang. Cái thứ hai ấy, là sữa non thì nó giúp cho bé nhuận tràng. Làm trong những ngày đầu ấy thì bé sẽ được đào thải phân su ra ngoài. Cái thứ hai là đào thải cái bilirubin ra ngoài để chống vàng da cho bé. Và việc thứ ba, sữa non lại rất giàu chất dinh dưỡng nhưng lại ít chất béo, cho nên bé, cái đường tiêu hóa của bé nó chưa hoàn thiện, cho nên bé sẽ được hấp thu ngay. Và những ngày tiếp theo ấy thì là sữa giai đoạn chuyển tiếp thì cũng vẫn rất nhiều kháng thể để trực tiếp chiến đấu với các mầm bệnh. Cái thứ hai nữa là lại cũng rất giàu chất dinh dưỡng để cho bé tăng cân rất nhanh trong giai đoạn đầu. Và có thể nói rằng là gần như trong 6 tháng đầu, vì có cái sữa non, vì có sữa mẹ giàu chất kháng thể và giàu dinh dưỡng như vậy, cho nên bé tăng trưởng rất là tốt và cũng rất ít ốm đau bệnh tật. Thường từ tháng thứ 5, thứ 6 trở đi thì bé bắt đầu mới dễ bị ốm đau bệnh tật. Và trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ bắt đầu bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng cho bé. Và có một cái vitamin đặc biệt, thậm chí là đưa vào thành cái gọi là luật pháp ở một số quốc gia văn minh trên thế giới như Pháp chẳng hạn, là khi bé chào đời thì trong sữa mẹ rất ít vitamin D. Và trong giai đoạn một năm đầu thì bé cũng không được phép tắm nắng. Cho nên ngành y tế, đặc biệt các bệnh viện sản phụ, là khi người mẹ bế con đi ra khỏi khoa sản hay là ra khỏi bệnh viện sản phụ thì trong tay ít nhất là cũng có một lọ vitamin D để bổ sung cho các cháu ngay từ những ngày đầu tiên sau khi sinh. Dạ vâng, có thể thấy là qua những chia sẻ của bác sĩ Hào thì sữa non, đặc biệt là sữa non tự nhiên từ người mẹ thì rất là tốt cho cái sự phát triển của trẻ, đặc biệt là sự tăng sức đề kháng cho trẻ những ngày đầu. Vậy thì chị Thu Trang, những ngày đầu mà sau khi sinh em bé thì em bé của mình có được hưởng những cái sữa non trực tiếp từ mẹ hoặc là mình bổ sung thêm sữa non từ bên ngoài không ạ? Sau cái khoảng thời gian mà Thu Trang sinh em bé xong thì cái giai đoạn mà 6 tháng sau khi cho em bé bú, 6 tháng đầu tiên thì sữa mẹ bắt đầu có xảy ra cái tình trạng là bị loãng hơn. Chính vì thế mà Thu Trang cảm thấy là cái lượng sữa của mình cung cấp cho em bé không còn đủ những cái dưỡng chất để có thể em bé tăng trưởng sức đề kháng nữa. Thì lúc đó Thu Trang đã tìm hiểu và Thu Trang đã bổ sung thêm sữa non Goldilocks Grow cho em bé. Thì sau khoảng 2 tháng em bé sử dụng thì Thu Trang đã thấy có những cái sự thay đổi rất là rõ rệt. Thứ nhất là em bé nhà Thu Trang ăn ngon này, ăn nhiều này, ăn tốt, và cái hệ miễn dịch và cái hệ tiêu hóa của em bé cũng bắt đầu ổn định hơn, em bé không còn xảy ra cái tình trạng là bị đi tiêu chảy nữa. Đó là một cái điều mà Thu Trang nghĩ rằng là một cái điểm cộng cho Goldilocks Grow khi mà Thu Trang bổ sung sữa cho em bé. Dạ vâng, nhiều bà mẹ hiện nay thì cũng truyền tay nhau rằng việc là cho trẻ uống sữa non để mà có thể tăng sức đề kháng cho con. Vậy thì xin bác sĩ Hào có thể đưa ra một số tư vấn rằng khi mà sử dụng sữa non như vậy thì có cần lưu ý điều gì không ạ? Khi mà các bà mẹ cho con uống sữa non, thực ra đó là một cái giải pháp rất là tốt. Khi chúng ta cho con chúng ta ăn một loại sữa mới mà thấy rằng là êm, con thích ăn, rồi là sau một thời gian nó lại lên cân, thì chứng tỏ cái sữa đó đã hợp với con mình và chúng ta có thể cho uống lâu dài. Và tất cả những loại sữa công thức hoặc là sữa non mà khi hợp với con mình thì chúng ta có thể bổ sung rất là tốt. Và đặc biệt có thể nói trong những giai đoạn đó thì sữa công thức nói chung và đặc biệt các sữa mà có sữa non thì rất là tốt cho sức khỏe của các bé cũng như là cho chúng ta.
Dạ vâng, vậy thì chị Thu Trang khi mà chị lựa chọn sữa non cho bé nhà mình thì chị chú ý nhất đến những cái tiêu chí gì và có giống như là tiêu chí mà bác sĩ Hào vừa khuyến cáo không ạ? Thu Trang nghĩ rằng là không chỉ là Thu Trang đâu mà tất cả những bà mẹ nào khi mà mình lựa chọn một cái loại sữa cho con mình ấy thì điều đầu tiên đó là mình phải xem là cái dưỡng chất mà bổ sung sức đề kháng của con mình nó là bao nhiêu phần trăm. Đó là cái điều mà quan trọng nhất đối với Thu Trang. Thì sau một cái khoảng thời gian, thực ra phải chia sẻ thật sự là đã có một cái khoảng thời gian mà con trai của Thu Trang sử dụng một cái loại sữa mà nó không phù hợp. Tức là nó cũng phải rơi vào khoảng độ 2 đến 3 tháng là cháu cảm giác như là em bé nhà cháu đã bị dị ứng. Tức là tối nào trước khi đi ngủ cũng bị nổi khắp người mà mình không hiểu là nguyên do nó vì đâu. Và cho đến khi mà cháu nghĩ rằng là có thể là do cái loại sữa mà cháu đang sử dụng cho em bé. Bởi vì là bắt đầu cái thời điểm khi mà em bé nhà Trang đi vào những cái giai đoạn mà phát triển về trí não thì mình nghĩ rằng là thì mình phải thay đổi sữa cho con, những cái loại sữa mà nó bổ sung tất cả những cái gì, những cái dưỡng chất mà nó tốt cho trí não thì là mình thay đổi sữa. Nhưng mà mình không biết rằng là thì mình cứ cho con mình sử dụng cái sữa đấy và nó bị dị ứng mà mình không hiểu nguyên do tại sao. Và cho đến khi mà mình biết được đến sữa Goldilocks Grow thì mình mới biết rằng là mình cho con mình dùng thử loại sữa này, bởi vì là sữa non thì bao giờ cũng rất là tốt cho trẻ và nó cũng rất là an toàn nữa. Thì mình thay đổi sữa thì mình mới biết là nó không chỉ tăng cường sức đề kháng mà nó còn bổ sung rất rất là nhiều những cái dưỡng chất khác cho em bé nữa. Đặc biệt là em bé nhà Thu Trang thì gặp rất là nhiều vấn đề về đường tiêu hóa, và đến khi sử dụng sữa thì thứ nhất là nó em bé không còn xảy ra những cái tình trạng là bị đi tiêu chảy nữa. Khi mà em bé bị đi tiêu chảy, nó đồng nghĩa với việc là bị mất nước rồi và nó sẽ bị hao hụt rất là nhiều. Nó cũng bị xuống cân nữa. Nên rất là may mà khi mà cái thời điểm khi mà Thu Trang cho em bé sử dụng sữa non Goldilocks Grow này thì mình thấy là em bé đã tăng cân này, đã ổn định về sức khỏe hơn rất là nhiều. Dạ vâng, như những chia sẻ của chị Thu Trang thì có thể thấy là không chỉ chị Trang đâu mà rất nhiều bà mẹ khi mà lựa chọn sữa non cho con mình thì không biết rằng sữa đó có phù hợp với con mình hay không, và khi con mình sử dụng thì có gặp phải những vấn đề dị ứng hay những cái tác dụng phụ hay không. Và tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay thì được phát trực tiếp trên báo điện tử Dân Trí, vì vậy mà cũng có rất là nhiều độc giả, đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ thì lại rất quan tâm đến chủ đề về tăng cường sức đề kháng cho trẻ trong giai đoạn đầu đời. Và chúng tôi thì nhận được rất là nhiều những câu hỏi đến từ các độc giả, mong muốn là nhận được những cái sự chia sẻ và những cái lời tư vấn của hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của vị độc giả ngày hôm nay gửi đến chương trình. Đó là: tôi thì thấy sữa mẹ cũng có sữa non, bé nhà tôi hiện tại thì 6 tháng vẫn đang bú mẹ. Vậy tôi có cần bổ sung thêm sữa non hay không, hay là tiếp tục duy trì cho bé nhà tôi bú mẹ? Câu hỏi này xin phép được đặt cho bác sĩ Hào ạ. Việc đầu tiên ấy thì tôi đề nghị với bà mẹ là vẫn tiếp tục cho con bú. Nhưng trong giai đoạn này thì cái sữa mẹ nó đã ít các cái chất đề kháng, mà chủ yếu giai đoạn này là cung cấp các cái chất dinh dưỡng. Và ngay từ tháng thứ 6 trở đi thì cái sữa mẹ nó cũng chỉ đáp ứng cho nhu cầu về dinh dưỡng của bé còn khoảng độ 40-50% hoặc 60% tùy theo từng bà mẹ. Và vì vậy giai đoạn này chúng ta bắt đầu cho con ăn bổ sung một cách đúng cách, cân bằng về dinh dưỡng. Và cái sữa non đó là một cái thành phần đặc biệt để tăng cường sức đề kháng cho bé. Như vậy là bà mẹ vẫn nên tiếp tục cho con bú và vẫn dùng cái sữa non cũng rất là tốt cho sức khỏe của bé. Dạ vâng, như bác sĩ Hào có chia sẻ thì trong trường hợp này thì mẹ vẫn tiếp tục duy trì cho bé bú sữa, và bên cạnh đó thì sẽ bổ sung thêm những sữa non ở bên ngoài để làm sao trẻ có được cái sức đề kháng tốt nhất để phát triển cơ thể, đặc biệt là trong những ngày mùa đông khi mà thời tiết rất là lạnh và đặc biệt là môi trường dễ khiến vi khuẩn virus có thể sinh sôi. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai đến từ vị độc giả tiếp theo. Xin hỏi bác sĩ Hào, việc cho trẻ uống bổ sung sữa non thì cần lưu ý điều gì? Trẻ có dễ bị dị ứng hay không ạ? Như tôi đã nói thì tất cả chúng ta đều có thể bị dị ứng với bất kỳ chất gì. Thế cho nên ấy, rất nhiều các bà mẹ khi mà đến tư vấn với tôi về vấn đề ăn sữa nào, ăn sữa gì thì chúng tôi chỉ có thể trả lời bằng một cách.
Thứ nhất đây là thử cho bé ăn xem. Tôi thì tôi biết là mọi hãng sữa đều có những cái sản phẩm thử đã. Người ta có những cái hộp nhỏ hơn hoặc những gói nhỏ hơn người ta cho thử. Và khi nếu mà chúng ta thử mà thấy con mình êm thuận, tức là không dị ứng, không mẩn đỏ, không ngứa, không tiêu chảy, thì chúng ta sẽ chấp nhận cái loại sữa đó cho con mình. Cái thứ hai nữa là một tiêu chí cũng rất là quan trọng, đó là các hãng sữa có uy tín này, rồi các hãng sữa đã được có những cái chứng nhận của nhà nước Việt Nam chẳng hạn, thế rồi là có truy xuất nguồn gốc rõ ràng thì chúng ta phải thử. Thế nếu mà đương nhiên là mỗi một cái hãng sữa thì nó có những cái tiêu chí rất là khác nhau, thế rồi là công nghệ dây chuyền sản xuất cũng khác nhau, và cái nguồn gốc sữa cũng có thể là khác nhau, và vì vậy chúng ta đôi khi là phải thử. Như lúc nãy như bạn Thu Trang vừa rồi đã nói thì phải thử đến mấy lần sữa thì mới chọn được cái loại sữa thích hợp. Thì tôi khuyên các bà mẹ là cũng nên làm theo cách của diễn viên Thu Trang thì sẽ tốt nhất. Dạ vâng, vậy thì xin bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút về những cái lưu ý và những cái cách thức mà để pha sữa làm sao cho chuẩn được không ạ? Vâng, tất cả các cái sữa công thức và đặc biệt sữa non ấy, là phải pha theo đúng cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Là vì nếu chúng ta pha nóng quá thì các vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là các cái chất, các cái kháng thể có ở trong sữa sẽ bị ảnh hưởng và thậm chí có thể bị chết do pha nước nóng quá. Mà ngược lại nếu chúng ta pha nguội quá thì sữa nó không tan được hết, nó có thể bị kết tủa, và thậm chí là nếu uống những cái sữa mà pha lạnh quá kết tủa như thế thì còn bị đau bụng. Và vì vậy chúng ta sẽ phải đọc thật kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì, là khi chúng ta pha thì việc thứ nhất là hàm lượng sữa là bao nhiêu gram cho bao nhiêu ml sữa, thứ hai là pha ở nhiệt độ bao nhiêu. Và các bà mẹ nên có một cái que thử nhiệt độ sữa có bán trên thị trường, và chúng ta sẽ thử cái nhiệt độ của nước, sau đó chúng ta mới pha với sữa thì rất là đảm bảo. Dạ vâng, như vậy là các bà mẹ của chúng ta cần hết sức là chú ý về lượng sữa như thế nào để phù hợp với cơ thể của trẻ thời điểm đó, và đặc biệt là cái nhiệt độ của nước pha sữa cũng rất là quan trọng để đảm bảo những cái chất dinh dưỡng trong sữa còn nguyên. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của một vị độc giả nữa. Vị độc giả này thì quan tâm đến giới hạn độ tuổi cho trẻ uống sữa non như thế nào là phù hợp nhất. Vậy xin hỏi chị Thu Trang trước, khi mình bổ sung sữa non cho trẻ thì chị bổ sung cho em bé nhà mình từ bao giờ, và lúc bổ sung thì mình có nghe những cái tư vấn hay là hướng dẫn từ bác sĩ không ạ? Thực ra ngay từ khi mà Thu Trang cảm thấy là sữa của mình bắt đầu loãng và không đủ những cái dưỡng chất để cung cấp cho em bé, là mình đã bắt đầu phải tìm hiểu những cái loại sữa mà để bổ sung tất cả những cái gì mà con mình nó còn thiếu hụt. Thì ngay từ sau khi 6 tháng, thực ra Trang có những cái người bạn, người ta nói rằng là chị nghĩ rằng là sữa mẹ là tốt nhất. Thực ra đúng, sữa mẹ vẫn là tốt, thế nhưng mà sau một cái khoảng thời gian dài, nếu như mà có những cái trường hợp mà cứ để chỉ cho con bú sữa mẹ thôi, không phải là sữa mẹ nào cũng đều mát và cũng đều nhiều chất dinh dưỡng. Có những người mà tiết ra những cái loại sữa mà nó rất là nóng và nó làm cho con mình khi mà con mình bú vào thì sẽ bị táo bón. Đó, thì với bản thân Thu Trang thì Thu Trang đã nhận thức được cái điều đó, và Thu Trang đã nghĩ rằng là ngoài sữa mẹ, ngay kể cả khi mà mình vẫn còn sữa và mình vẫn đang bổ sung cho con bú, thì mình vẫn cần phải bổ sung thêm những cái loại sữa công thức ở bên ngoài. Bởi vì là những cái loại sữa ở bên ngoài nhiều khi có những cái thành phần mà sữa mẹ không có, nó sẽ tăng sức đề kháng và nó sẽ tăng dưỡng chất cho em bé rất là nhiều, thì nó sẽ kéo theo cái tình trạng là sức khỏe của em bé sẽ ổn định hơn và em bé sẽ phát triển nhanh hơn. Dạ vâng, đối với cái trường hợp độc giả đặt câu hỏi là con của bà mẹ này thì đang 6 tuổi, vậy thì 6 tuổi mới bắt đầu bổ sung sữa non, thì theo bác sĩ Hào, giới hạn mà mình bổ sung sữa non cho trẻ như thế nào là phù hợp ạ? Tôi muốn mở rộng câu hỏi hơn 6 tuổi và dưới 6 tuổi. Các bạn cũng phải lưu ý là bình sữa của mỗi nhà rất là khác nhau.
Có những bà mẹ khi sinh con xong ấy là rất ít sữa hoặc là không có sữa cho con bú. Cũng như bạn Thu Trang nói là có một số bà mẹ là sữa không đủ chất, rồi là sữa nóng, và thậm chí rất là hiếm là dị ứng với chính sữa của mẹ mình, nhưng rất là hiếm. Và vì vậy cái việc mà bổ sung sữa non cho các bé là cũng tùy theo từng trường hợp cụ thể. Với những bà mẹ nào mà nuôi bộ ngay từ những ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ bổ sung sữa non từ ngay những ngày đầu tiên, vì người mẹ đó không có sữa cho con bú. Còn người mẹ nào có đủ sữa cho con bú nhưng đến những cái tháng 4, tháng 5, tháng 6 trở đi thì lượng sữa đã ít. Cái thứ hai, cái lượng kháng thể trong người mẹ truyền trực tiếp qua con nó cũng đã bắt đầu bớt dần đi rồi, thì chúng ta có thể bổ sung. Và đặc biệt là bổ sung cái sữa non trong 3 năm đầu đời. Người ta gọi là 3 năm đấy là 3 năm có khoảng trống miễn dịch của các trẻ. Các bé, hệ miễn dịch của bé chưa hoàn thiện. Còn tiếp theo từ những năm thứ 4, thứ 5 trở đi, và như độc giả vừa rồi có nói là thứ 6 bổ sung thì cũng rất là tốt. Nhưng nếu có điều kiện thì chúng ta bổ sung sớm hơn thì càng tốt hơn. Và sau năm thứ 6 thì 9, 10 tuổi, thậm chí là thanh niên vẫn có thể bổ sung. Vận động viên bổ sung sữa non rất là tốt. Và người già bổ sung sữa non càng tốt, vì vận động viên là cần rất nhiều chất vì họ hoạt động thể lực rất là mạnh. Còn người già thì sao? Người già thì hệ miễn dịch cũng bắt đầu kém đi này, ăn ít này, thiếu chất này, thì chúng ta bổ sung những cái này cũng rất là tốt. Cho nên tôi nghĩ rằng riêng đối với sữa non ấy thì không chỉ dành riêng cho trẻ em đâu, mà có thể dành cho mọi độ tuổi. Và vì vậy ấy, ngay cả trong gia đình tôi thì cái việc mà bổ sung sữa non cho các con của tôi, rồi các cháu của tôi và bố mẹ tôi thì tôi cũng thường xuyên để ý và vẫn có những lời khuyên, và thậm chí là mình đi mua về cho các cụ, để các cụ ngoài dinh dưỡng thì sữa non cũng giúp cho các cụ ít ốm đau bệnh tật. Dạ vâng, như vậy là việc bổ sung sữa non thì không giới hạn về độ tuổi và không giới hạn về các đối tượng. Đặc biệt với những bà mẹ mà có trẻ em mà muốn bổ sung sữa non thì cần chú ý giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, đúng không ạ? Bởi vì đây là giai đoạn vàng trong cái sự phát triển về thể chất của trẻ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Hiện tại thì vị độc giả của chúng ta có gửi câu hỏi đến chương trình. Một số loại sữa non hiện nay, theo như tôi tìm hiểu thì có bổ sung rất là nhiều các cái dưỡng chất, đặc biệt có một số loại bổ sung dưỡng chất tinh chất về yến xào. Điều này thì có tốt cho sự phát triển của trẻ không, thưa bác sĩ Hảo? Trên thị trường có rất nhiều loại sữa non có bổ sung thêm các vi chất dinh dưỡng. Thế thì các nhà sản xuất sẽ tìm một cái công thức nào đó tốt nhất cho cái sữa, cái sản phẩm của mình. Thế thì trên thị trường thì tôi biết là có cái nhãn sữa có bổ sung thêm yến xào. Thì có thể nói rằng là cái yến xào ấy thì đã được sử dụng ở các nước Đông Phương đã là hàng nghìn năm rồi, và nó là một cái chất bổ dưỡng tuyệt vời, và ngày xưa chỉ có vua chúa mới được ăn, còn bây giờ thì toàn dân đã được ăn. Và yến xào nó là một cái chất đặc biệt, nó lấy từ tổ yến của cái con chim yến. Và cái tổ yến xào này sau khi được chế biến, được làm sạch và đưa vào các cái thức ăn thì có thể nói là hàm lượng vi chất dinh dưỡng ở trong đó, và đặc biệt các cái protein ở trong yến xào đặc biệt cao so với các thức ăn khác. Trong yến xào các cái protein đầy đủ dưỡng chất, các cái acid amin thiết yếu cho cơ thể thì nó có lên tới, tùy theo loại tổ yến, mà lên tới 50-60%. Ngoài ra thì trong yến xào có rất nhiều các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, và đặc biệt trong yến xào là có một số chất nó gọi là chống oxy hóa, tức là chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, ví dụ như selenium, như đồng, như kẽm. Và đặc biệt người ta không tìm thấy một cái chất gì
gây hại cho sức khỏe của cơ thể. Ví dụ người ta chưa tìm thấy chì ở trong tổ yến, mà trong rất nhiều thức ăn có chì thì rất ngại, nhưng trong tổ yến không có. Như vậy là trong tổ yến có hai thành phần chính, tôi nhắc lại. Thứ nhất, đó là cái hàm lượng protein rất là cao, lên tới 50-60% trên một cái đơn vị tổ yến. Thứ hai là giàu các vi chất dinh dưỡng và các vitamin. Như vậy, nếu chúng ta ăn tổ yến không thì đã rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta lại sử dụng tổ yến phối hợp với sữa non thì có thể nói rằng đó là một cái dưỡng chất vàng cực kỳ tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của trẻ em. Thứ hai là cho sức khỏe của người già. Và đương nhiên là các cái thành phần khác trong xã hội cũng đều rất là tốt. Dạ vâng, như chia sẻ của bác sĩ Hào thì tinh chất tổ yến thì rất là tốt đối với sự phát triển của trẻ. Và khi kết hợp với những sữa non trên thị trường hiện nay thì các bà mẹ hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng cho con em mình, với mục đích là tăng sức đề kháng cho trẻ, đặc biệt là trong những ngày thời tiết mùa đông mà rất là dễ ốm như hiện nay. Chương trình của chúng tôi thì vẫn đang nhận được rất là nhiều những câu hỏi đến từ các độc giả, và chúng tôi sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Cháu nhà tôi thì đang học lớp 1, mỗi ngày vẫn được cho uống một hộp sữa tươi Thanh Trùng được bán phổ biến trên thị trường. Vậy thì xin hỏi bác sĩ Hào rằng là tôi có thể dùng sữa non để thay thế hoàn toàn cho sữa Thanh Trùng mà bạn bé đang dùng không ạ? Thứ nhất ý, chúng ta phải hiểu rằng là sữa non nó chủ yếu là mang đến các cái vi chất dinh dưỡng, các chất kháng thể để tăng cường sức đề kháng. Cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong đó ấy, nó phục vụ cho cái sức đề kháng của cơ thể. Nhưng cái năng lượng trong sữa non như là chất đạm, chất béo, chất đường thì lại không đủ để cho cơ thể hoạt động. Và vì vậy cái cách tốt nhất ấy, là chúng ta sẽ phải phối hợp với một cái bữa ăn đủ này, rồi phối hợp với sữa non này, hoặc là các cháu thích uống sữa công thức. Vì trong một cái sữa công thức ấy thì người ta có thể cho thêm sữa non hoặc không cho sữa non vào, nhưng nó sẽ đảm bảo về mặt năng lượng, tức là có đủ chất đạm, chất đường, chất béo, rồi là một số hãng sữa người ta bổ sung thêm các vitamin và muối khoáng. Như vậy là chúng ta phải nên kết hợp. Còn nếu một mình sữa tươi thì nói thật rằng là sữa tươi cũng rất là tốt nếu chúng ta uống nhiều, nhưng trong sữa tươi ấy, thì các vi chất dinh dưỡng chưa được các nhà sản xuất bổ sung vào, mà chỉ lấy từ con bò ra xong chúng ta tiệt trùng gì đó và uống. Thì chẳng hạn lượng canxi trong sữa tươi nó sẽ chỉ bằng 1/10 lượng canxi trong sữa công thức, trong sữa bột. Thế như vậy là chúng ta phải nên kết hợp, chứ chúng ta cũng không nên dùng riêng sữa tươi. Nhưng chúng ta có thể dùng riêng sữa non cùng với các cái chế độ ăn đầy đủ, hoặc là sữa non cộng với cả sữa công thức, hoặc là một cái chế phẩm sữa mà đầy đủ chất dinh dưỡng, năng lượng thứ và có sữa non thì là tốt nhất. Còn sữa tươi thì rất là tốt, rất là rẻ, phù hợp cho đa số mọi người. Nhưng chắc chắn rằng sữa tươi sẽ ít các vi chất dinh dưỡng, ít năng lượng hơn các cái sữa công thức. Dạ vâng, như chia sẻ trong trường hợp này thì bé học lớp 1 chắc cũng tương đương với tầm tuổi bé nhà chị Thu Trang. Vậy thì không biết là với bé nhà mình thì chị kết hợp sử dụng sữa như thế nào ạ? Thu Trang thì rất quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng của con trai mình. Chính vì thế mà không chỉ là Thu Trang bổ sung sữa bột cho em bé, đương nhiên là cũng giống như bác sĩ vừa nói là nếu mà chỉ sử dụng riêng sữa tươi thôi không thì không đủ. Nên là hiện tại bây giờ cái chế độ dinh dưỡng của em bé nhà Thu Trang là sữa tươi, là sữa mà chỉ để em bé giải khát thôi. Tức là chỉ để em bé uống giải khát khi mà em bé đi học về, em bé khát nước thôi. Còn chủ yếu vẫn phải là sữa công thức, chủ yếu vẫn phải là sữa non mà hiện tại bây giờ Thu Trang đang cho em bé nhà mình sử dụng. Dạ vâng, như vậy là với kinh nghiệm từ chị Thu Trang và với những chia sẻ của bác sĩ Hào thì rõ ràng là các bà mẹ nếu như trong điều kiện của chúng ta thì hoàn toàn có thể kết hợp giữa sữa non và sữa tươi đang bán phổ biến trên thị trường để giúp cho em bé có được cái sự phát triển tốt nhất. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Vị độc giả này thì quan tâm đến việc là sử dụng sữa kèm với các loại thực phẩm hàng ngày
thì có cần lưu ý gì không và cần tránh những loại thực phẩm nào không? Bác sĩ Hà có thể đưa ra tư vấn ạ. Chúng ta sử dụng sữa hàng ngày thì rất là tốt, nhưng chúng ta cũng phải lưu ý một chút, đó là khi mà chúng ta sử dụng sữa với một số loại lương thực thực phẩm thì có thể không tốt. Chẳng hạn như khi mà chúng ta sử dụng sữa với một số loại hoa quả, đặc biệt các loại quả có múi như cam, quýt, bưởi, hoặc là chúng ta sử dụng sữa với sô-cô-la chẳng hạn, hoặc là chúng ta sử dụng sữa với các loại thủy hải sản chẳng hạn. Và đặc biệt nếu mà chúng ta sử dụng sữa với các cái thuốc kháng sinh thì có thể xảy ra một số vấn đề. Thứ nhất ý, nếu mà nhẹ là chúng ta sẽ đầy bụng khó tiêu, mà nặng hơn nữa là chúng ta có thể dẫn đến tiêu chảy, và như vậy là dẫn đến là chúng ta sẽ vấn đề tài chính là ảnh hưởng, sức khỏe ảnh hưởng. Và đặc biệt hơn nữa, nếu chúng ta sử dụng sữa với các thuốc kháng sinh chẳng hạn, thì dẫn đến cái việc là cái thuốc kháng sinh khi chúng ta uống bị bệnh, nó sẽ bị ảnh hưởng, nó tác dụng của nó cũng có thể sẽ kém đi do nhiều cơ chế. Ví dụ như vấn đề là sữa nó sẽ kết thủa với một số các cái chất ở trong các thức ăn này, và dẫn đến cái việc đầy bụng khó tiêu, nặng hơn nữa thì dẫn đến là tiêu chảy. Và vì vậy chúng ta sẽ uống sữa cách xa những cái bữa ăn đó một chút, ít nhất là khoảng độ nửa tiếng đồng hồ trở đi. Nhưng thông thường thì người ta khuyên là khoảng 2 tiếng đồng hồ thì mới nên ăn những thứ đó sau khi uống sữa, hoặc là uống sữa sau khi ăn các thứ đó. Dạ vậy, như vậy là khoảng thời gian là 2 tiếng là đủ để mà các bà mẹ có thể bổ sung thêm những cái thực phẩm như mà bác sĩ Hào vừa mới chia sẻ, để mà con có thể sử dụng sữa non làm sao cho hiệu quả nhất. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Vị độc giả này chia sẻ rằng là khi con bị chậm lớn biếng ăn thì đã sử dụng tổ yến, và trên thị trường hiện nay thì cũng có rất nhiều những bà mẹ sử dụng tổ yến khi mà thấy con mình biếng ăn này, chậm lớn. Vậy thì gia đình chị Trang, chị có từng dùng tổ yến cho bé nhà mình không? Thực ra Trang đã bổ sung tổ yến cho em bé nhà Trang từ rất là nhỏ rồi. Cái giai đoạn đầu ấy thì là em bé còn chưa thể tiêu hóa được những cái loại tổ yến mà mình có thể chế biến trực tiếp, thì Thu Trang đã mua những cái loại yến mà ở bên ngoài, tất cả những cái nơi mà bán những cái đồ cho trẻ ấy, là đã có những cái hũ tổ yến rồi, thì về em bé chỉ việc uống thôi thì rất là dễ. Nhưng bây giờ khi mà em bé đã lớn rồi thì bắt đầu em bé có thể hấp thu, có thể tiêu hóa được và có thể ăn được những cái loại tổ yến mà mình sơ chế, thì Thu Trang vẫn cứ hay làm những cái món như là, nếu như có thời gian thì Thu Trang vẫn cứ làm yến hấp này, hoặc là nấu cháo yến, hoặc là làm chè yến cũng được. Tức là tất cả những cái món mà Thu Trang nghĩ rằng là nó có thể, mình có thể kết hợp với tổ yến để mà mình bổ sung thêm dinh dưỡng cho con, thì Thu Trang vẫn sẽ làm. Dạ vâng, đúng là ngày càng có nhiều các bà mẹ truyền tay nhau rằng tổ yến rất là tốt để mong muốn những điều tốt nhất cho con mình. Thì dù con đắt như thế nào thì họ cũng vẫn sẽ cố gắng là để có thể sử dụng tổ yến cho con mình, với mục đích làm sao để trẻ có thể tăng cân này, trẻ lớn này. Chúng ta sẽ cùng tiếp đến với một câu hỏi từ vị độc giả quan tâm đến chương trình, có hỏi rằng: thưa bác sĩ, việc tập thể dục, ăn nhiều rau xanh và đủ chất thì có làm giúp tăng sức đề kháng cho trẻ hay không ạ? Đối với tất cả chúng ta và đối với trẻ em ấy, thì để cho một cái sức khỏe tối ưu, tôi dùng chữ sức khỏe tối ưu, thì nó có 3 phần. Cái phần lớn nhất và quan trọng nhất đó là một cái chế độ ăn tốt, tức là đầy đủ chất dinh dưỡng, cân bằng về các chất dinh dưỡng. Cái yếu tố thứ hai quan trọng cho tất cả chúng ta đó là vận động, đó là rèn luyện sức khỏe, đó là tập thể dục, đó là tất cả những cái gì liên quan đến vận động tốt, đủ. Và cái thứ ba, đó là một mảng cũng vô cùng quan trọng, hiện nay chúng ta đang bị thiếu hụt, đó là các vi chất dinh dưỡng, gồm có các vitamin và muối khoáng. Thì tôi cũng nhấn mạnh rằng ăn đủ rau xanh, và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ấy, thì cũng không đủ vi chất dinh dưỡng đâu. Vì rau xanh của chúng ta ấy, nếu mà đủ các vi chất dinh dưỡng cho sức khỏe tối ưu thì mỗi ngày mỗi người chúng ta là phải ăn rất nhiều rổ rau.
Và đặc biệt với các bé thì thường là ăn ít rau và rất lười ăn rau. Và như vậy với một chế độ ăn như các bạn vừa nói là tập thể dục này, ăn nhiều rau xanh rồi ăn đủ ấy, thì cũng không đủ. Và đặc biệt hơn nữa là trong các thức ăn của chúng ta và trong rau xanh thì có một số vitamin và muối khoáng không có. Tôi nhấn mạnh ở đây, chẳng hạn vitamin D đặc biệt không có trong thức ăn. Trong sữa mẹ có vitamin D nhưng hàm lượng cũng cực kỳ thấp. Vitamin D là một trong những cái vitamin hàng đầu để tăng cường sức đề kháng, thì chúng ta đang bị thiếu hụt. Cả loài người đang bị thiếu hụt. Theo như điều tra của trên thế giới thì từ 30 đến 90% dân số thế giới bị thiếu hụt D. Thế như vậy chúng ta phải bổ sung thêm một số chất mà không có trong thức ăn. Và ngay cả một cái thức ăn tốt như là tổ yến thì tôi cũng đã đọc rất kỹ và rất nhiều tài liệu, thì các nhà phân tích chất ở trong tổ yến không thấy nói gì đến vitamin D chẳng hạn. Như vậy ấy, tôi cũng khuyến nghị các bà mẹ là phải bổ sung D cho con theo các con đường khác nhau. Con đường đầu tiên với trẻ trên 12 tháng đó là tắm nắng. Vì khi chúng ta tắm nắng thì chúng ta sẽ có vitamin D rất rẻ tiền, vì Thượng Đế đã free cho chúng ta cái vitamin D, người ta gọi là vitamin mặt trời. Còn dưới 12 tháng thì chúng ta sẽ phải bổ sung qua con đường uống. Và lâu nay thì tôi cũng nói ngoài lề một chút là chúng ta tắm nắng cũng chưa đúng cách lắm, cho nên cũng chưa đủ vitamin D cho các cháu để tăng trưởng tốt nhất, rồi chúng ta có cái sức khỏe tốt nhất. Và vì vậy tất cả các bà mẹ nên gặp các bác sĩ của mình, đặc biệt các bác sĩ chuyên khoa nhi, các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng để tư vấn thêm về vấn đề này. Và như câu hỏi của bạn thì tôi nói lại, các bà mẹ đã làm đúng làm tốt, đó là ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều quả chín, tập thể dục, nhưng còn thiếu một chút thì nên bổ sung thêm. Dạ vâng, đúng là với các em bé, đặc biệt như con của tôi chẳng hạn, thì cái việc mà ăn rau đối với các bé rất là khó khăn. Các bé thì thường là không thích ăn rau, chắc là con của nhà chị Trang cũng như vậy đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Dạ vâng, bởi vậy mà để có cái sự phát triển tốt nhất cho trẻ thì ngoài việc mà tập thể dục này, ăn rau xanh và những cái thực phẩm đủ chất trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta vẫn cần nên có thể bổ sung những cái loại vitamin D như bác sĩ nói, và đặc biệt là sữa non, để giúp cho sức đề kháng của trẻ có thể tốt hơn, và từ đó thì sẽ giúp phát triển về tinh thần cũng như trí tuệ của trẻ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một vị độc giả. Tôi nghe nói việc dùng sữa non cho trẻ thì sẽ kích thích cân nặng và chiều cao. Con tôi hiện khá gầy và thấp còi. Vậy thì thưa bác sĩ, khoảng bao lâu sau khi sử dụng sữa non thì sẽ bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi ạ? Thứ nhất ý, đối với một bé mà gầy, tức là thiếu cân, thiếu chiều cao ấy, thì một mình sữa non không làm được cái gì hết cả. Bởi vì các bạn phải lưu ý là sữa non nó sẽ giúp cho bé tăng trưởng, phát triển một cách gián tiếp. Khi bé ít ốm đau, ít bệnh tật, không phải dùng kháng sinh, không phải đi bệnh viện, thì đương nhiên bé sẽ phát triển bình thường. Còn khi mà bé có sức đề kháng kém, hay ốm đau hay bệnh tật, thì bé phải dùng kháng sinh này, dùng kháng sinh dẫn đến rối loạn tiêu hóa này, rồi khi ốm đau bệnh tật bé sẽ lười ăn này, năng lượng vào kém. Và trong những cái ngày ốm đau bệnh tật như thế, và thậm chí có những bé nó bị viêm hô hấp kéo dài liên miên như thế, thì bé gần như là ngừng tăng trưởng, ngừng phát triển, ảnh hưởng kể cả về trí tuệ lẫn cả về thể lực. Và như vậy chúng ta sẽ dùng sữa non phối hợp với các cái chế độ ăn cân bằng và đầy đủ thì mới đạt được cái hiệu quả mong muốn, đó là tăng trưởng về cân nặng, về chiều cao. Còn sữa non thì tốt và gián tiếp để đẩy cái sức khỏe của các bé lên, và khi bé không ốm đau bệnh tật, bé sẽ ăn ngon miệng hơn, bé sẽ ăn được nhiều thức ăn hơn, ăn đầy đủ hơn, thì bé đương nhiên là sẽ tăng cân và tăng chiều cao. Dạ vâng, với kinh nghiệm của chị Trang thì khi mà sử dụng sữa non cho bé thì chị cảm thấy rằng là cân nặng và chiều cao của bé nhà mình so với các bé cùng độ tuổi thì nó có sự khác biệt như thế nào không ạ?
Trộm vía thì nói thật là ở trong lớp thì em bé nhà mình là phải ngồi bàn cuối. Bởi vì là cũng một thời gian dài khi mà Thu Trang cho em bé sử dụng sữa non rồi thì là không chỉ là phát triển về hệ miễn dịch và tăng trưởng sức đề kháng mà em bé còn phát triển chiều cao cân nặng, bởi vì là em bé nhà Thu Trang thì khi sau khi mà sử dụng sữa non thì ăn rất là tốt bác sĩ ạ. Món nào em bé cũng có thể ăn được, nó không còn kén ăn nữa. Thậm chí là như trước đây là không thích ăn rau, cứ mẹ cho ăn rau là kiên quyết là không ăn, nhưng đến bây giờ thậm chí là rau cũng ăn. Tức là tất cả những cái món mà em bé những cái món mà Thu Trang thấy là nó có thể cung cấp được chất dinh dưỡng cho em bé thì em bé đều có thể hấp thụ rất là tốt. Vâng, tôi cũng xin nói thêm. Vì thực ra ấy là trong cái sữa non yến xào ấy thì trong yến xào nó có rất nhiều các vi chất dinh dưỡng, và đặc biệt trong đó có một số vi chất dinh dưỡng như kẽm, như selen và một số các yếu tố khác như đồng chẳng hạn, sẽ giúp cho bé ăn ngon miệng hơn. Và đấy cũng là một cái con đường vừa nâng cao cái sức đề kháng. Vì thực ra kẽm là người lính gác cổng của hệ miễn dịch. Cái thứ hai, kẽm nó liên quan đến vấn đề ăn ngon miệng. Và đấy có lẽ là cái nguyên nhân làm giúp cho bé tăng trưởng về chiều cao, về cân nặng tốt hơn. Dạ vâng, trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều những cái loại sữa non. Thế nhưng mà để chọn được loại sữa non nào có nhiều vi chất này để đáp ứng được sự phát triển về chiều cao cân nặng của mình thì các bà mẹ chúng ta cũng cần lưu ý đến những lời tư vấn của bác sĩ Hào. Câu hỏi tiếp theo đến từ một vị độc giả. Nếu sau khi sử dụng sữa non, con tôi đã ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn thì có cần tiếp tục sử dụng sữa nữa hay không? Và có cần thay đổi gì về liều lượng so với thời gian đầu hay không? Thưa bác sĩ Hào. Cái việc này tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là sữa non nó không cung cấp năng lượng, nhưng nó làm cho bé ăn ngon miệng hơn. Và trong giai đoạn này ở các thành phố thị xã và ở nông thôn thì có cái tỷ lệ trẻ em bị béo phì đang bắt đầu gia tăng một cách nhanh chóng. Và vì vậy các bà mẹ phải lưu ý là khi con chúng ta đã ăn ngon miệng, đã tăng cân tốt thì chúng ta phải để ý đến cái nhu cầu năng lượng ở lứa tuổi của bé. Nếu bé ăn ngon miệng mà ăn nhiều quá thì sẽ dẫn đến béo phì. Và vì vậy chúng ta phải hết sức lưu ý. Thứ nhất ấy là cái sữa non và yến xào đấy thì nó không cung cấp nhiều năng lượng cho bé, cho nên chúng ta vẫn có thể cho uống tiếp. Nhưng khi bé ăn ngon miệng lên thì các cái bữa cơm, các bánh mì, rồi pizza, rồi là thức ăn nhanh các thứ chúng ta, và đặc biệt là nước ngọt trong giai đoạn này nữa thì chúng ta cũng nên hạn chế. Nếu không các bé sẽ tăng cân nhanh quá và dẫn đến một cái căn bệnh nan y, đó là bệnh béo phì mà rất khó chữa. Đó là cái điều mà chúng ta phải lưu ý. Dạ vâng, tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề giải pháp tăng cường sức đề kháng cho trẻ từ 0 đến 10 tuổi phát trực tiếp trên báo điện tử Dân Trí thì vẫn nhận được rất là nhiều những sự quan tâm của các độc giả bằng việc muốn lắng nghe những lời giải đáp và việc chia sẻ những kinh nghiệm từ chị Thu Trang và bác sĩ Hào. Và hy vọng rằng với những chia sẻ và những lời tư vấn của hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì các bà mẹ đã có được cho mình những lưu ý để có thể sử dụng sữa non, kết hợp loại sữa như thế nào để có thể có được sự phát triển tốt nhất cho con em mình. Thưa quý vị và các bạn, tọa đàm trực tuyến với chủ đề giải pháp tăng cường sức đề kháng cho trẻ từ 0 đến 10 tuổi ngày hôm nay được phát trực tiếp trên báo điện tử Dân Trí, hy vọng rằng đã mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất về các giải pháp làm sao để tăng cường sức đề kháng cho trẻ và bảo vệ trẻ khỏi những mối nguy hiểm về mầm bệnh đang rình rập. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tọa đàm trực tuyến tiếp theo.